Xin chào quý vị và các bạn. Cuộc sống của Nhã Phương bị đảo lộn khi bất ngờ mẹ đẻ của cô tìm tới tận nhà, khao khát nhận lại cô. Cô vui mừng khi biết được nguồn cội, biết được lý do vì sao năm xưa bà phải bỏ rơi cô, biết được bà cũng mong nhớ cô thế nào. Nhưng rồi, cô cũng lo lắng khi bà Tuyết lại có ân oán với bà Hương, mẹ của Vinh Hiển. Liệu rồi, mối tình vừa chấm giữa Nhã Phương và Vinh Hiển sẽ có kết cục ra sao là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Một chiếc xe hơi đắt đỏ dừng ngay ở khu phố nhà Nhã Phương. Bước xuống xe là một người phụ nữ sang trọng, thần thái ngút ngàn, trông cũng chạc tuổi bà Ly, khiến bà nhìn lại bản thân không khỏi tò mò. Đúng là ông trời thật bất công, người có tất cả, người lại chẳng có gì. Rồi bất giác, bà nhớ tới cuộc sống vất vả cùng khoản nợ khổng lồ trên vai. Rồi người phụ nữ kia nhìn khắp xung quanh, trên tay cầm một tờ giấy như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi bà tiến về phía bà Ly, giọng hớn hở. Xin hỏi, bà có phải bà Ly mẹ của Nhã Phương không? Bà Ly không giấu khỏi ngạc nhiên. Vâng, là tôi đây. Còn bà là... Trong lòng bà thắc mắc, rốt cuộc người đàn bà này là ai? Tại sao lại tìm bà? Cắt đứt mạch suy nghĩ của bà Ly, người phụ nữ đó lên tiếng. Tôi là Thu Tuyết, tôi là mẹ của Nhã Phương. Bà Ly đứng hình, nhưng nhìn kỹ thì quả thật, Nhã Phương xinh đẹp đều kế thừa từ người phụ nữ ấy. Bà Thu Tuyết tiếp lời. Bà có thể mời tôi vào nhà được không? Tôi có chuyện muốn nói với bà. Bước vào căn nhà nhỏ tuy chật hẹp, nhưng vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Bà Tuyết nhìn quanh một lượt, bất giác dừng lại ở bức hình chụp chung của ba mẹ con. Nước mắt lưng tròng, bà thốt lên. Cũng đã hơn 20 năm rồi, con bé đã lớn thế này rồi sao? Bà Ly nhìn về phía đối diện, bà nhớ tới Nhã Phương. Chính bà là người nhìn thấy cô bé đỏ hỏn đang khóc ngặt vì khát sữa. Bà chứng kiến Nhã Phương lớn lên từng ngày từng giờ, chứng kiến cô con gái hiếu thảo phải gác hết ước mơ lo cho mẹ, cho em. Dù mệt mỏi, vất vả tới đâu, nhưng chưa bao giờ cô oán than nửa lời. Thậm chí, khi bà Ly gây ra món nợ khổng lồ, Nhã Phương cũng không tức giận, mà còn động viên, truyền động lực cho bà. Bà thương Nhã Phương bao nhiêu, thì giận mẹ của cô bấy nhiêu. Bà Ly nhìn khắp người phụ nữ ấy. Giác toàn hàng hiệu, toàn thân toát lên mùi tiền, bà không khỏi tức giận. Bà cao giọng quát. Bà có tư cách gì mà quay về đây nhận Nhã Phương? Bà thì ăn mặc sung sướng, có bao giờ nghĩ tới con bé hay không? Bà có biết con bé nó nhớ bà, nó mong mỏi bà thế nào hay không? Ấy vậy mà, bà bạc vô âm tín, giờ đang yên đang lành, bà quay về đây để làm gì? Còn nữa, bà chắc gì con bé đã muốn gặp lại bà? Hay sự trở về của bà càng khiến nó thêm đau khổ? Bà Thu Tuyết nước mắt ngắn dài, phân trần. Xin bà cho tôi cơ hội nói rõ mọi chuyện. Tôi cũng có nỗi khổ tâm của mình. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của bà Tuyết, bà Ly hạ hỏa, giọng hững hờ. Cái gì thì bà nói đi. Bà Tuyết hít một hơi thật sâu, kể lại mọi chuyện. Năm đó, bà từng là thiên kim tiểu thư. Bà chẳng may có thai ngoài ý muốn. Nhưng vì danh tiếng của gia đình, vì sức ép của ba mẹ, bà buộc phải bỏ đi đứa con thơ vừa tựa hình. Bà không nhẫn tâm làm chuyện thất nhân thất đức đó. Bà cầu xin mãi mới giữ được con. Nhưng với một điều kiện, sau khi sinh xong, bà không được nuôi con. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, bà ngậm ngùi chấp nhận. Thế nên bà mới phải dứt ruột bỏ lại Nhã Phương. Sau khi sinh Nhã Phương, theo sự sắp đặt của gia đình, bà ra nước ngoài du học, gác lại quá khứ đau thương. Bà Tuyết nức nở. Bà cũng là một người mẹ. Chắc bà hiểu cảm giác mẹ căng sữa mà chẳng thể cho con bú. Mẹ nhớ con mà chẳng thể ôm con vào lòng. Bà Tuyết cố gắng kiềm chế cảm xúc. Bà tiếp lời. 20 năm qua, chưa bao giờ tôi không nghĩ về con bé. Tôi cố gắng tưởng tượng xem con bé giờ thế nào, cuộc sống ra sao. Có những lúc nhìn những cô gái khác trạc tuổi con mình, lòng tôi đau như cắt. Tôi nhiều lần đi tìm con bé, nhưng đều không có chút tin tức gì. Bà Tuyết không tìm được cũng là lẽ đương nhiên. Vì cuộc sống vất vả,
Bà Ly nhiều lần thay đổi nơi ở rồi vướng vào nợ nần, bà còn phải bỏ đi biệt xứ. Nghe được những lời từ đáy lòng của bà Tuyết, bà Ly thông cảm phần nào, bà nhẹ nhàng. Nhã Phương là cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn, là niềm tự hào của tôi. Tiếc rằng tôi không đủ giỏi giang, không đủ bản lĩnh để chăm sóc cho con bé. Con bé đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Nó phải bảo lưu việc học lo cho mẹ, cho em. Tôi thành thật xin lỗi bà. Bà Tuyết nắm lấy tay bà Ly, giọng chân thành. Người phải nói xin lỗi là tôi mới phải. Nếu không có sự cưu mang, dưỡng dục của bà, thì giờ không biết con bé ra nông nỗi nào. Cái đời này tôi nợ bà. Sau khi hai người phụ nữ dắp bầu tâm sự, bà Ly khẽ cười. Mọi việc đã qua rồi, con bé Phương nó không nói thôi, nhưng tôi biết nó cũng mong mỏi mẹ đẻ nhiều lắm. Rồi bà Ly lấy những tấm hình kỷ niệm của cô kể cho bà Tuyết nghe. Từ ngày cô còn đỏ hỏn tới cái lúc cô chập chững bước đi, rồi bắt đầu đi học. Mỗi tấm hình là một hành trình khôn lớn của Nhã Phương. Bà Tuyết nhìn con gái đầy âu yếm, bà trân trọng những khoảnh khắc ấy, bà nghẹn ngào. Phương à, má thật có lỗi với con, má đã về rồi, nhất định má sẽ bù đắp cho con. Bà Tuyết, bà Ly, tuy hai người phụ nữ thuộc hai tầng lớp, tuy các cuộc sống khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung là dành hết tình yêu thương dành cho Nhã Phương, một người có công sinh thành, một người có ơn dưỡng dục. Cả hai đều mong Nhã Phương có được hạnh phúc. Đúng là cô bé bất hạnh Nhã Phương, bao năm qua vẫn khao khát muốn biết cội nguồn, muốn biết lý do vì sao mẹ lại bỏ rơi cô. Nhưng sự trở về của bà Tuyết liệu có làm cuộc sống của cô thay đổi? Nhất là bà Tuyết có liên quan tới bà Hương, mẹ của Vinh Hiển. Chắc khán giả còn nhớ phản ứng gay gắt, sững sờ của bà Hương khi lần đầu gặp mặt Nhã Phương. Bà không giữ được bình tĩnh mà nhảy dựng lên chất vấn Nhã Phương. Ba mẹ cô là ai? Cô từ đâu đến? Tới Hưng Thịnh có mục đích gì? Khiến Nhã Phương giật mình thon thót. Chỉ tới khi bà Hương thấy tấm hình chụp chung của cô và bà Ly, bà Hương mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ trong quá khứ, bà Hương và bà Tuyết có ân oán hận thù gì với nhau? Bà Tuyết liệu có phải là rào cản trong mối tình vừa chớm giữa Nhã Phương và Vinh Hiển? Sau khi bà Ly, bà Tuyết đã hiểu hơn về nhau, thì Nhã Phương đi làm về. Thấy chiếc xe hơi sang trọng, cô có chút tò mò. Bước vào thì thấy hai người đang cười cười nói nói vui vẻ với nhau. Nhã Phương lễ phép. Thưa má, con mới đi làm về. Con chào bác. Nhìn thấy con gái bằng xương bằng thịt, bà Tuyết nước mắt lăn dài, tiến về phía cô, nắm lấy tay cô. Con gái à, con đã lớn thế này hay sao? Nhã Phương ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Ly vội lên tiếng. Phương à, đây chính là mẹ đẻ của con. Trong lòng cô là những cảm giác lẫn lộn. Chưa biết phản ứng thế nào, bà Tuyết ôm chầm lấy cô. Phương ơi, má đây, má nhớ con nhiều lắm. Một người sống tình cảm, trách nhiệm như Nhã Phương, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, cô dần đồng cảm và thương bà Tuyết hơn, lại được bà Ly nói thêm vào. Phương à, con mong mỏi giây phút này lâu lắm rồi, nhận má đi con. Nhã Phương xà vào lòng bà, má ơi. Cuộc sống của Nhã Phương khi có thêm sự xuất hiện của bà Tuyết sẽ có những thay đổi ra sao? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ.